Những câu nói thâm thúy về cuộc sống sẽ khiến bạn tỉnh ngộ. 1. Ớt dù cay nhưng vẫn ăn cả vỏ. Chuối dù ngọt nhưng cũng bỏ vỏ đi. Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận. Vì vậy, hãy bước tiếp dù đã từng vấp ngã. Hãy hy vọng dù đã từng thất vọng. Hãy mỉm cười dù nước mắt từng rơi. 2. Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau. Muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau. Muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. 3. Ở đời nhiều lúc hiểu lầm bởi chuyện thị phi chẳng đuôi đầu. Cái lưỡi người đời luôn thêu dệt rồi tạo nên tuồng lắm bể dâu. 4. Khi móng tay dài, chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay. Cũng tương tự, khi hiểu lầm, hãy cắt bớt cái tôi chứ đừng cắt đứt mối quan hệ. 5. Cuộc đời sao lắm dối gian, người hay bằng mặt nhưng không bằng lòng. Miệng cười chắc thế đâu, chỉ khi hoạn nạn biết đâu chân tình. 6. Đã biết trốn ni là quán trọ, hơn thua thù oán để mà chi. Thử ra ngồi trước bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì. 7. Đời người là một hợp đồng trọn gói niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau. Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. 8. Chơi với người tốt như đi trong sương, tuy không ướt áo nhưng mát rượi. Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm, tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi. 9. Đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân, dù người ta tiền vạn bạc tỷ cũng chẳng liên quan gì đến bạn. Trên đời có những người dù chỉ một cái bánh cũng vì bạn mà bẻ làm đôi, phải học cách nhìn người. 10. Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau. Một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại, và có cả một chút hy sinh vì nhau, thì tình yêu mới bền vững. 11. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái 9.000 anh em. 12. Càng trưởng thành, con người càng lười giải thích. Có khi ai đó hiểu lầm, ta thậm chí muốn để họ tự tìm ra câu trả lời theo thời gian. Ta chỉ cần những người ta thương, hiểu là đủ. Còn lại tùy. Cuộc sống là để sống, không phải để giải thích. 13. Làm người không nên dùng trí thông minh của mình để lợi dụng người khác. Cái ta có được chỉ là vật chất, cái ta đánh mất là nhân cách của con người. 14. Cuộc đời như những chuyến xe, người lên, người xuống, người về, người đi. Lúc hội ngộ, lúc phân ly, nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn. 15. Con người hơn nhau không phải ở địa vị, không phải ở trình độ, không phải ở kinh tế, mà là hơn nhau ở cách sống. 16. Quần áo rách có thể vá, nhà cửa hỏng có thể sửa chữa, chỉ có lòng người một khi đã tổn thương thì khó mà hồi phục. 17. Con người ta sinh ra với một cái miệng để nói một lời, với hai cái tai để nghe từ hai phía, chứ không phải một cái miệng nói hai lời và một cái tai chỉ để nghe từ một phía. 18. Nếu kẻ xấu nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù không biết gì về bạn, đừng buồn mà hãy nhớ kỹ một điều: chó sủa khi gặp người lạ. 19. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an. Ai đã qua cảnh đói khát lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ. 20. Khi bạn ném bùn vào người khác, có thể trúng, có thể không, nhưng tay bạn thì đã vấy bùn. Khi ai đó cố tình làm tổn thương bạn, thì bản thân họ cũng đã phải trả giá vì điều đó rồi.